Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án cựu cán bộ đội chống buôn lậu PC03 công an thành phố Hồ Chí Minh và các đồng phạm buôn lậu về hành vi buôn lậu liên quan vụ án cựu cán bộ đội chống buôn lậu tiếp tay buôn lậu hơn 1.000 container là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản Đài Loan về Việt Nam tiêu thụ. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo, trong đó có bị cáo Võ Văn Đông, cựu cán bộ đội chống buôn lậu PC03, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị cấp phúc thẩm không áp dụng hình phạt tiền với 5 bị cáo và tăng hình phạt đối với 8 bị cáo. Bị cáo Võ Văn đồng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin nộp lại số tiền hưởng lợi và có nhiều thành tích trong quá trình công tác trong ngành công an và lao động chính trong gia đình, bị cáo Đông xin hội đồng xét xử chuyển từ hình phạt 7 năm tù về tội buôn lậu sang hình phạt tiền. Cùng bị khởi tố lần này có các bị can Nguyễn Thị Mai Thường, Phạm Toàn, Nguyễn Đình Thiều, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, trong đó cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Thường, Nguyễn Đình Thiều và Phạm Toàn. Các bị can này bị khởi tố liên quan đến vụ án do bị can Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ đội 7 PC03 chủ mưu đã bị bắt và khởi tố hồi tháng 6 năm 2021. Đối với Võ Văn Đông, từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021, Đông đã cho tiến thông tin các container hàng hóa là máy móc thiết bị cũ, từ đó tiến đã chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ thủ tục nhập khẩu 6 container hàng cho Đông trị giá hơn 924,3 triệu đồng trước đó mặc dù biết rõ quy định chặt chẽ về việc nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào việt nam nhưng ông tiến vẫn móc nối với các chủ hàng để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc thiết bị cũ tại nhật bản trung quốc và việt nam để kinh doanh mua bán nhằm hưởng lợi bất chính Chi phí các chủ container trả cho ông Tiến là 78 đến 90 triệu đồng một container tùy theo thời điểm. Ông Tiến sẽ lo toàn bộ chi phí đóng thuế, trả tiền vận chuyển hàng về kho, chi phí trả cho công ty giám định, chi phí cho cán bộ kiểm hóa của hải quan. Trong quá trình thực hiện hành vi trên, Tiến và các đồng phạm đã lập nhiều công ty khác nhau để đứng tên pháp nhân nhập khẩu các container hàng và phân công công việc cụ thể cho các nhân viên để làm thủ tục hồ sơ nhập khẩu. Tiến và Đồng Phạm đã thành lập 47 pháp nhân công ty để nhập khẩu gần 1.282 container máy móc thiết bị cũ từ nước ngoài, trị giá tính thuế gần 192 tỷ đồng. Xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Tiến 13 năm tù, Võ Văn Đông 7 năm tù về tội buôn lậu. Các bị cáo còn lại bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng đến 11 năm tù về cùng tội danh. Mới đây, một video trên mạng chia sẻ về nhóm lãnh đạo xã Vinh Tiền, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, gồm cả bí thư xã có biểu hiện say rượu, to tiếng qua lại với người dân sau một va chạm giao thông. Qua trao đổi, ông Trần Khắc Thăng, Phó Chủ tịch huyện Tân Sơn xác nhận, có sự việc nêu trên và nhóm người áo xanh trong video là lãnh đạo xã Vinh Tiền, bao gồm cả ông Đinh Công Quý là bí thư xã. Video ghi lại sự việc xuất hiện trên một trang mạng xã hội sáng ngày 29 tháng 3, thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong video do người dân quay lại, tại hiện trường một vụ va chạm giao thông, xe ô tô vì ốt va chạm với xe tải ngược chiều dẫn đến bung cản sau. Nhóm lãnh đạo xã mặc áo sơ mi xanh, biểu hiện say rượu rồi lời qua tiếng lại với tài xế xe tải. Trong 5 phút video, một người trong nhóm lãnh đạo xã Vinh Tiền liên tục lớn tiếng, chỉ tay hăm dọa nam thanh niên được cho là tài xế xe tải. Ông Định Công Quý, bí thư xã có biểu hiện say rượu nhưng là người can ngăn, xoa dịu tình hình. Nam thanh niên liên tục lùi lại, không xô sát với nhóm lãnh đạo xã và lời qua tiếng lại. Trong video có sự giằng co, thách thức, một số người can ngăn, gần đó là ba phương tiện xe tải, xe lôi tự chế và ô tô con. Xe con bị hư hỏng phần đuôi, còn xe lôi chặn trước đầu xe con. Sự việc kết thúc khi có thêm người dân lên tiếng khuyên nhủ nhóm lãnh đạo xã. Nội dung bài đăng trên mạng xã hội: "Đây là các lãnh đạo một xã ở huyện Tân Sơn, nghi có hành vi tác động vật lý vào người dân và nhìn có vẻ trong tình trạng say rượu gây tai nạn." bài đăng đến thời điểm hiện tại thu hút được gần 1.000 lượt chia sẻ. Qua trao đổi, ông Trần Khắc Thăng, Phó Chủ tịch huyện Tân Sơn xác nhận, có sự việc nêu trên và nhóm người áo xanh trong video là lãnh đạo xã Vinh Tiền, bao gồm cả ông Đinh Công Quý là bí thư xã. Ông Thăng cho hay, tìm hiểu ban đầu cho thấy sự việc xảy ra hôm 26 tháng 3 nhưng chúng tôi chỉ mới nắm được. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh. Chủ tịch huyện Tân Sơn Nguyễn Xuân Toản thông tin thêm, chúng tôi cũng chỉ vừa nắm được sự việc. Bí thư huyện đã giao các cơ quan đảng và chính quyền xác minh, sau đó sẽ có xử lý. Hiện các đơn vị chức năng huyện Tân Sơn đang xác minh làm rõ vụ việc. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, không bao che nếu xác minh có sai phạm. Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, nay là đường Trường Sa, là công trình giao thông động lực phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi, hướng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế. Tuy nhiên, điều ít ai ngờ đến, đây là con đường khiến hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo ở Quảng Ngãi bị bắt giam. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 999 tỷ đồng, từ vốn ngân sách nhà nước, kinh phí xây dựng 747 tỷ đồng, do Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2015. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp 2 đô thị, chạy dọc bờ nam sông Trà Khúc, có chiều dài hơn 8,7 km, nền đường rộng 3,6 m, mặt đường rộng 22 m được bê tông nhựa điểm đầu của tuyến đường giáp với đường tránh quốc lộ 1 qua thành phố Quảng Ngãi tại km 1057, điểm cuối giáp nút giao thông dẫn vào cầu Cổ Lũy. Dự án do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn làm nhà thầu thi công. Đơn vị tư vấn giám sát công trình là liên danh giữa công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đức Phương và công ty trách nhiệm hữu hạn VHK. Cả ba công ty này đều ở tỉnh Vĩnh Phúc. Công trình đã đưa vào sử dụng năm 2016, từ khi sử dụng, đường bờ nam sông Trà Khúc kết hợp với đường Trường Sa ở bờ bắc sông Trà Khúc cũng hướng về phía biển. Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên phó chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu, thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 222 bộ luật hình sự. Trong số 6 người bị bắt có những người từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi. Đây là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc. Mới đây tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan vụ cháy chung cư mini xảy ra tại quận Thanh Xuân vào tháng 9 năm 2023 khiến 56 người tử vong. Báo chí đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp danh tính chức vụ của 6 đảng viên cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện thành ủy Hà Nội quản lý bị xem xét kỷ luật liên quan vụ cháy. Trước câu hỏi này, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, đây là 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý. Tôi là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố, do vậy nội dung này sẽ có cấp có thẩm quyền thông tin. Thông tin về công tác điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Nghiêm Xuân Minh, chủ căn hộ trung cư mini. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can liên quan đến góc độ quản lý nhà nước của các cấp. Trước câu hỏi 6 đảng viên là cán bộ nguyên cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy đã được công an mời lên làm việc chưa, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác nhận 6 cán bộ trên đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, những người liên quan được mời lên làm việc để chứng minh hành vi phạm tội hay không phạm tội, vi phạm quy định của Đảng hay hành chính. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xác minh để làm rõ, xử lý đúng theo tinh thần ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng như lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội làm sao để không oan sai và bỏ lọt tội phạm. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, trung cư mini ở số nhà 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ xảy ra hỏa hoạn. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2, cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống. Vụ cháy khiến nhiều người thương vong. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Xuân Minh, chú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chủ trung cư nói trên. Ngày 31 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tiếp tục khởi tố 6 cán bộ, nguyên là cựu thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình, cả 6 người trên bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.